Để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn của gia đình, chị Phan Thị Hiệp ở thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên thường xuyên làm vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, 3 trên tổng số 6 con lợn nái của gia đình vẫn bị chết do dịch tả lợn châu Phi. Chăn nuôi thì phòng dịch đầy đủ cả, mà không biết là nguyên nhân từ đâu mà lợn nó dịch. Chứ là từ cái án thức ăn ở mua ở ngoài về cũng hết sức là cẩn thận. Còn tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, người dân cũng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, thận trọng với các loại thức ăn khi mua về. Thế nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn bùng phát và kéo dài. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 22 hộ chăn nuôi, làm 65 con lợn bị chết và buộc phải tiêu hủy. Như nhà tôi là mua là con giống rõ ràng đó, về là tiêu độc khử trùng đàng hoàng vài vối, mà chuồng trại là kín, rồi cũng có sống siếc đàng hoàng thì nói thật là dịch bệnh thì tôi không biết là lây lan từ đường một. Điều đáng nói là dịch tả lợn châu Phi thường ủ bệnh nhiều năm, do đó thường xuất hiện tại những ổ dịch cũ, tốc độ lây lan khá nhanh. Ngoài tâm lý chủ quan lơ là trong việc tiêm phòng, thì việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, cộng thêm thời tiết mưa rét, ẩm ướt nên dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát và lây lan nhanh. Dịch thì thường xảy ra vào cái thời tiết là mưa gió. Hai nữa là cái hệ thống chuồng trại của bà con cũng ổn định được. Vì vậy thành ra cái hướng rồi đấy thì cũng phải từng bước để rồi chuyển dịch từ cái chỗ chăn nuôi lợn hồ sang cái chăn nuôi tập trung thì có khả năng là phòng chống được tốt hơn. Toàn tỉnh hiện có trên 400.000 con lợn, hơn 170.000 con trâu bò, trên 10 triệu con gia cầm. Trong bối cảnh nhiều loại dịch bệnh đang diễn biến khó lường, thì việc chủ động triển khai các biện pháp để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi là hết sức cần thiết. Tăng cường các cái biện pháp giải pháp để phòng chống dịch bệnh, tổ chức rà soát để rồi tiêm phòng cho đàn vật nuôi, đề nghị chính quyền địa phương, các phòng ngành chức năng liên quan thì thành lập các cái đoàn công tác để rồi xuống địa phương, các cái vùng chăn nuôi trọng điểm, có sự lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Thời tiết ẩm ướt rất dễ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Vì vậy người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của ngành chuyên môn trong phòng chống dịch và chăm sóc đàn vật nuôi.